Biên địa nghi thành sanh nhân, đây là một hiện tượng đặc thù. Đó chính là gì? Là hoài nghi đối với thế giới cực lạc cũng có thể giảng sanh. Đó là người nào? Người hoài nghi không thể giảng sanh, nhưng họ hoài nghi cũng có thể giảng sanh. Nó có một đạo lý, rốt cuộc là thật hay là giả chưa làm rõ được. Chẳng qua người ta làm tôi cũng làm, nếu có thể giảng sanh thì càng tốt, không thể giảng sanh thì thôi. Tâm thái như vậy cũng có thể được sanh, sanh đến nghi thành cũng tốt. Mạnh mẽ hơn người thường nhiều rồi. Đây là tâm lý may rủi. Nhưng họ thật làm, họ không phải là giả bộ. Thật tu thật làm, nhưng trong tính tâm của họ có đặt một dấu hỏi. Dù sao thật làm cũng không thua thiệt, có thì càng tốt, không có thì thôi vậy. Là tâm thái như thế đây. Sanh đến nghi thành, ở trong kinh Phật nói với chúng ta, họ đến thế giới cực lạc cũng là liên hoa hóa sanh, nhưng họ không gặp được Phật, họ không nghe được pháp, hưởng thụ ở nơi đó còn tốt hơn cả đau lợi thiên. Thời gian bao lâu? 500 năm. 500 năm là tính theo nhân gian chúng ta. Nhân gian chúng ta khoảng 500 năm. Nghi vấn của họ liền được hóa giải, tức thật tin rồi, họ sẽ nhìn thấy Phật, liền có thể thấy Phật nghe pháp. Chỉ cần vẫn còn mang theo hoài nghi, họ không thấy được Phật, không nghe được pháp. Điều này đều nói rất rõ ràng về sanh nhân của biên địa nghi thành, ta bà uế độ ác khổ. Thế giới của chúng ta, chúng sanh tạo ác, tạo 10 nghiệp ác, khổ báo ở trong tam đồ. Điều này trong kinh cũng nói rất rõ ràng. Đây là đối chiếu giữa hai thế giới. Chúng ta sau khi hiểu rõ rồi, tâm cầu sanh tịnh độ sẽ khẩn thiết hơn. Đều là đang khuyên nhủ chúng ta.